khi chương trình lên sóng cũng là lúc anh Hồ Thanh Tuấn không còn hiện hữu trên cuộc đời, để lại sự tiếc thương cho gia đình, bạn bè và cả những người thực hiện chương trình. Đi thật xa để học hỏi kinh nghiệm rồi về lại quê nhà với mong muốn làm giàu đẹp cho nông nghiệp địa phương. Nhưng ít ai biết rằng lần trở lại này lại là lúc anh ra đi mãi mãi. Xin chào quý bà con. Chúng ta vừa được nghe câu chuyện giữa nghệ sĩ Tuyết Thu và anh Thanh Tuấn. Tôi đang đứng ở vườn dưa lưới xanh tươi và chịu quả, mà lòng cũng đầy chịu nặng. Đầu năm 2021 vừa rồi, anh Thanh Tuấn đã đột ngột ra đi, để lại rất là nhiều tiếc thương của những người thân, bạn bè, trong đó có những người làm chương trình Nông Dân Xin Chào. Anh Thanh Tuấn này, tôi tin rằng ở nơi đó anh cũng biết được là chúng tôi vẫn đang hướng về anh, và những người còn lại sẽ viết tiếp câu chuyện mà anh còn dang dở. Xin chào anh Nam ạ, đây là bạn thân của anh Thanh Tuấn ạ, còn đây là người anh ruột của anh Thanh Tuấn. Được biết là những cái ngày đầu á, khi mà mang dưa lưới về quê An Giang của mình trồng á, thì cũng gặp anh Nam rồi cũng chia sẻ, nhưng mà rất là tiếc cái câu chuyện của anh Thanh Tuấn về dưa lưới không được tiếp tục. Nhưng mà một người thân như anh cũng được biết là anh cũng đang duy trì và phát triển cái dưa lưới, mà những cái công việc mà của anh Thanh Tuấn đã để lại mình sẽ viết tiếp ạ. Tuấn đã ra đi để lại là nhiều cái dự định còn dang dở. Bản thân là một người bạn từng được Tuấn giúp đỡ về cái kỹ thuật trồng, thì em cũng phải tiếp tục duy trì và phát triển cái vườn dưa lưới của Tuấn trong tương lai, đồng thời là sẽ chia sẻ những cái kỹ thuật kinh nghiệm mà em biết cho người thân của Tuấn để tiếp tục phát triển cái vườn dưa mà Tuấn đã gây dựng. Ở đây em thì cũng mới đi làm ăn xa về thì cũng đang về tiếp quản dưa cho em đó. Hôm nay đã mất sớm, em cũng cố gắng để nói tiếp thằng em nó gian dở, để nói tiếp cho cái quê hương đất nước tươi đẹp hơn, với mong muốn là cho quê hương mình giàu và tươi đẹp hơn mỗi ngày. Những cái dự định gian dở của anh, những người ở lại sẽ viết tiếp, và chúng tôi luôn ghi nhớ một anh Thanh Tuấn nhiệt huyết, chân thành và luôn luôn nghĩ cho quê hương của mình. Cảm ơn anh vì đã có mặt ở Nông Dân Xin Chào. Đến từ chương trình Nông Dân Xin Chào, có được em Tuấn đến tham dự chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình học được, rất là chia sẻ với hai bác sự mất mát, và không có gì hơn là con có một cái thư cảm ơn vì những cái gì mà Tuấn đã dành cho nông nghiệp, dành cho chương trình. Con xin gửi ạ. Tuổi nó còn nhỏ mà đi quá thầu ngọc nên là thành tài rồi, bây giờ nó đi thì hai vợ chồng tôi nó cũng chưa sót. Còn nhớ mãi Tuấn có nói là Tuấn muốn về để gần bố mẹ. Hy vọng rằng cũng là một cái cách mà chúng ta tri ân Tuấn, cảm ơn Tuấn đã đến với cuộc đời. Anh Tuấn đã đi xa, những nụ cười hiền lành, thân thiện này vẫn mãi còn trong trái tim những người yêu quý anh. Cảm ơn anh Hồ Thanh Tuấn đã để lại một kỷ niệm đẹp tại chương trình Nông Dân Xin Chào.